Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Nhận thẻ vàng, Công Phượng có hành động ném chai nước vào trọng tài có thể ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia. Hành động của Công Phượng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Phần lớn cho rằng anh nên tiết chế lại bản thân, tránh các hành động quá khích. Kể từ khi kết hôn vào cuối năm 2020, Công Phượng vẫn được nhiều người nhận xét là giữ vững phong độ thi đấu ở các mùa giải. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Bình Dương trên sân vận động Pleiku vào chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua, anh đã có hành động gây tranh cãi ngay trên sân cỏ. Theo đó, ở phút thứ 80 của trận đấu, Công Phượng phải nhận thẻ vàng sau va chạm với đối thủ Anh Tài. Lúc này, trọng tài viết nhuận cho rằng anh có dấu hiệu phạm lỗi. Đáng chú ý, trong lúc trọng tài viết tên Công Phượng vào tấm thẻ ghi chú, anh đã có hành động ném chai nước về phía sau rồi bước đi. Chai nước vụt qua mặt khiến trọng tài khó tránh khỏi giật mình. Nhiều người cho rằng trọng tài viết nhuận quả thật dễ tính, bởi hành động của Công Phượng có thể vi vào lỗi chống đối và nhận thêm một tấm thẻ nữa. Nếu vậy, chàng họa mi xứ Nghệ sẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai, tương đương như một tấm thẻ đỏ gián tiếp. Tuy nhiên, thật may mắn cho tiền đạo người Nghệ An, bởi anh đã thoát án phạt nguội. Cụ thể, theo báo đưa tin, ban kỷ luật VFF khẳng định sẽ không kỷ luật về hành vi của Công Phượng. Thay vào đó, anh chỉ nghỉ một trận đấu ở vòng 13 V-League. Chia sẻ trên báo, ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật VFF cho biết, hiện chưa có đủ căn cứ để xử phạt hành vi này của tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chứng kiến tình huống này, cộng đồng mạng đã ngay lập tức nổ ra tranh cãi. Theo đó, nhiều người cho rằng nếu hành động trên tái diễn và xuất hiện tại trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup, nơi trọng tài không có khái niệm nương tay trước các pha phản ứng phản cảm, rất có thể Công Phượng sẽ phải nhận một quyết định nặng tay hơn nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại World Cup 2022. Do đó, Công Phượng nói riêng cũng như các cầu thủ khác nói chung cần nghiêm túc xem lại phản ứng và thái độ của mình tại các trận đấu trước đó để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực cho chàng tiền đạo, bởi rất có thể anh cảm thấy không đồng tình với hình phạt và chỉ hơi nóng giận, hoàn toàn không có ý xúc phạm trọng tài. Một số ý kiến từ cộng đồng mạng: sắp tham gia vòng loại World Cup rồi, các cầu thủ nên tiết chế bản thân, đừng để những hành vi phản cảm quá khích gây thiệt hại cho đồng đội. Chắc do nóng giận quá nên lỡ tay thôi. Ở trong nước, các trọng tài thường nương tay, nhưng nếu ra đấu trường quốc tế thì không có chuyện đó đâu. Nếu cầu thủ nào trong đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup mà có thái độ quá khích thì không ổn chút nào, gây ảnh hưởng đến cả đồng đội. Được biết, ở một số giải đấu quốc tế, không ít lần tuyển thủ Việt Nam phải họp phổ biến lại quy chế luật. Chính sự dễ tính từ các trọng tài Việt Nam mà nhiều cầu thủ đã phải nảy sinh hành vi quá khích, thậm chí là quá đà trong các pha phạm lỗi lẫn tiểu xảo mà họ cho rằng có thể bị xử lý nhẹ. Hiện thái độ trên của Công Phượng vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.